Ở Việt Nam chúng ta thì chỉ có khoảng 8% dân số sử dụng bảo hiểm nhân thọ thôi. Nhưng mà tại Singapore thì tỷ lệ sử dụng bảo hiểm nhân thọ lại gấp 10 lần con số đó, 80% dân số. Mà đó là toàn dân Singapore thì đều đã có bảo hiểm y tế bắt buộc. À, tại sao lại có đông dân Singapore lựa chọn bảo hiểm nhân thọ như vậy? Và yếu tố nào đảm bảo cho sự thành công và xu hướng phát triển của bảo hiểm nhân thọ ở đảo quốc Sư Tử? Phóng sự sau của các phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại Singapore sẽ cho quý vị câu trả lời. Chị Trang, một người Việt Nam theo chồng sang định cư ở khu vực Punggol của Singapore đã được hơn 3 năm. Hiện nay tất cả các thành viên trong gia đình chị, gồm chồng chị, con gái 3 tuổi và kể cả người giúp việc, đều được gia đình mua bảo hiểm nhân thọ. Gia đình chị coi đó là một giải pháp quản lý tài chính thông minh để có thể bảo vệ tốt hơn cho tương lai. Trong gia đình tôi thì tất cả mọi người ai cũng sẽ đều sử dụng mua ít nhất là một cái bảo hiểm cho bản thân. À, thứ nhất là để có thể tập cái tính kỷ luật về tiết kiệm tiền. Cái thứ hai là có thể bảo vệ được tương lai của gia đình cũng như là tương lai của con của tôi là quan trọng nhất. Những chi phí về chẳng hạn như là giáo dục, y tế hoặc là những cá nhân sinh hoạt tiêu dùng hàng ngày cũng rất là đắt đỏ. Có thể nói rằng người dân sống tại Singapore ý thức rất rõ về lợi ích của bảo hiểm nhân thọ với khoảng 80% người dân mua bảo hiểm nhân thọ bên cạnh gói bảo hiểm bắt buộc. Có được điều này, ngoài vai trò của chính phủ, còn có vai trò quan trọng của đội ngũ bán hàng bảo hiểm là những người trực tiếp đưa sản phẩm tới khách hàng. Tôi thấy ngành bảo hiểm đã thay đổi nhiều vì chính phủ có nhiều chương trình thông tin cho người dân hiểu về bảo hiểm nhân thọ như là một phương án bảo đảm tài chính tương lai. Ngoài ra, chúng tôi cũng có đội ngũ bán hàng có khả năng giải thích rõ cho khách hàng về trách nhiệm và quyền lợi của mỗi bên khi mua bảo hiểm. Qua đó có sự tin tưởng của khách hàng và họ tiếp tục mua của chúng tôi. Theo số liệu do Hiệp hội Bảo hiểm Nhân thọ Singapore công bố vào tháng 3 vừa qua, năm 2016, doanh thu khai thác mới quy ước đạt khoảng 3.286,2 tỷ đô la Singapore, tăng trưởng 10% so với năm 2015. Trong đó, doanh thu khai thác qua kênh đại lý chiếm 37%, qua ngân hàng chiếm 38%, qua tư vấn tài chính 21% và các kênh khác chiếm 4%. Một điều đáng chú ý là kênh bán bảo hiểm qua ngân hàng ngày càng phát triển mạnh, tới năm 2016 đã vượt các kênh truyền thống khác. Đây là một sự khác biệt so với nhiều nước khác trong khu vực trong việc triển khai các kênh này. Ở Singapore thì ngành bảo hiểm nhân thọ có 3 kênh phân phối chính. Thứ nhất đó là kênh phân phối sản phẩm của các ngân hàng. Thứ hai là kênh đại lý và cuối cùng là kênh tư vấn tài chính độc lập. Cho phép chúng tôi phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tới nhiều công ty khác nhau. Tôi cho rằng mỗi kênh này đều có vị trí quan trọng trong phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ vì chúng hướng tới từng nhóm đối tượng khách hàng khác nhau. Là một trung tâm bảo hiểm châu Á, tổng giá trị tài sản bảo hiểm thọ của Singapore trong năm 2016 đạt 173 tỷ đô la Singapore, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó thì kinh tế Singapore chỉ tăng trưởng khoảng 1,8%, tức là chưa bằng 1/5 so với tăng trưởng của bảo hiểm nhân thọ. Từ điều này có thể dự đoán thị trường bảo hiểm nhân thọ của Singapore sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Lê Dũng, truyền Việt Nam tại Singapore. Những kinh nghiệm của Singapore để phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ thì cũng đã kết thúc bản tin tài chính kinh doanh trưa nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.